Sau khi có phản ánh của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An về việc chặt phá rừng tại xã Châu Khê, Ủy ban nhân dân huyện Con Cuông đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra vụ việc và qua kiểm tra xác minh thông tin, Ủy ban huyện Con Cuông báo cáo kết quả như sau. Sau khi xác minh thì chủ quản lý sử dụng đất mà phóng sự phản ánh là thuộc về hai hộ ông Lô Đức Hạnh và ông Kha Phan Thắng đều trú tại bản Bãi Gạo, xã Châu Khê, huyện Con Cuông, được Ủy ban nhân dân huyện Con Cuông giao đất năm 2006, mục đích sử dụng đất rừng sản xuất. Trên đất không có cây gỗ tự nhiên. Sau khi kiểm tra hiện trường thì toàn bộ diện tích trên được hai hộ gia đình trồng toàn bộ keo và mét, cây vải, cây xoài, xen lẫn rải rác một số cây sang lẻ có đường kính gốc từ 10 đến 30 cm. Đây là những cây sang lẻ từ mọc được hai gia đình bảo vệ. Qua kiểm tra thực tế và đối chiếu bản đồ địa chính giao đất lâm nghiệp và truy xuất nguồn gốc lâm nghiệp thì hai hộ dân đào cây sang lẻ trên đất lâm nghiệp được nhà nước giao quản lý sử dụng đất là không vi phạm pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện đã và đang tiếp tục chỉ đạo hạt kiểm lâm phối hợp với các cơ quan chức năng, ủy ban nhân dân các xã tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng nói chung, rà soát, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát các trường hợp tương tự đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, ổn định tình hình địa phương.